Lấy dĩa ăn cơm cả nhà. Hôm nay là mẹ chồng mình nấu cơm nha cả nhà, chứ không phải là cô giúp việc. Mình qua hơi trễ rồi, thành ra là mẹ chồng nấu mất tiêu rồi, không có kịp quay phim. Thì đây là khoai tây cả nhà, giống như là khoai tây nghiền nha. Đó, khoai tây nghiền này với sữa bơ. Cái này chắc người lớn bên Việt Nam mình là không ai ăn, thậm chí con nít chắc nhiều khi nuốt cũng không trôi. Không có quen ăn khoai tây nghiền. Đây là thịt gà cả nhà. Cái phần này là cái phần này giống như là đùi gà. Đùi gà không phải cái đùi gà mà nó là cái phần cái đùi gốc đùi ngay chỗ cái cánh cả nhà. Đó, thì mẹ chồng mình kho nè. Cách kho. À dạ, cách kho đùi gà ở Brazil. Kho thịt gà chứ. Đó, cái phần đùi gà chỗ cái cánh thì họ bán là 1 ký, là tất cả đều là cái phần này hết. Ở Brazil thì gà họ hay bán là phần nào nó ra phần nấy cả nhà. Đó. Chan miếng nước đi. Cái này là giống như là sốt cà chua cả nhà. Rồi nấu với cà chua hành tây rồi đó. Đây là súp lơ luộc cả nhà. Thì luộc là luộc hay chín mềm luôn cả nhà, chứ không có hơi sống sống nha. Cũng tùy, nhưng mà nhà ba mẹ chồng mình là thường là, đây cả nhà thấy nè, luộc là mềm rục vậy nè. Đó. À, lấy thêm cục. À. Rồi thì ăn súp lơ bên đây cả nhà. Mình rưới dầu ô liu lên nha. Rồi. Đó, rưới dầu ô liu. À thì có một cái chị hỏi mình là ăn bên đây dầu ô liu hiệu gì. Thì này là tiếng Bồ Đào Nha hết cả nhà. Thì mình thấy bên Việt Nam có bán là giống như là extra virgin á. Đó, thì bên đây nó ra chữ này nè. Đó, extra virgin thì mình có thấy siêu thị bên Việt Nam có bán. Thì là chai cỡ là 200 đến 250ml gì đó. Thì dầu ô liu nào cũng được nha chị. Thì có chị nào đó hỏi thì sẵn hôm nay là mình nhớ ra thì mình nói luôn nha. Đó, thì cứ dầu ô liu thì mình ăn thì đều tốt cho sức khỏe thôi. Là thường là sẽ loại là extra virgin. Đây, còn chai bên đây thì họ bán là thường là 500ml cả nha. Rồi, cho muối lên, chứ không có rưới nước mắm nha cả nhà. Mình rắc muối lên. Đó, vậy là ăn súp lơ đơn giản ha. Trong tủ lạnh, giờ mở tủ lạnh, khám phá tủ lạnh của mẹ chồng mình có cái gì nha. Quá chừng thứ cả nhà. Có salad nè. Rồi cái gì đây nè. À, cái này là ngày hôm qua cô giúp việc cô nấu rồi là cái gì? Cái đậu bắp cả nhà. Đó, đậu bắp. Nói chung là còn rất nhiều thức ăn trong đây cả nhà. Cơm nè, cơm nấu với cà rốt luôn. Rất là nhiều thức ăn mà cô giúp việc cô nấu mới ngày hôm qua thôi thì để lạnh đây nè cả nhà thấy nè. Đó, còn rất là nhiều luôn. Đó, nhưng mà lý do mình không ăn thì mình sẽ nói cả nhà sau. Cái này trội phô mai. Coi mẹ chồng mình mua phô mai nè. Nó là một cái hộp bự vậy luôn á. Và có từng cái cục nhỏ nhỏ này. Giống như bên mình là ăn phô mai con bò cười đó. Thì cái này nó tương tự như vậy cả nhà. Đó, cái loại này nó khá là tương tự như vậy. Cái loại này rất là ngon luôn. Người Brazil là ăn phô mai như vậy. Cái hộp này tới 1 ký mấy. Rất là nhiều luôn. Lá salad. Còn này là thịt bò nha cả nhà. Thịt bò này hầm rất là ngon luôn, nhưng mà mình không ăn. Cái lý do tại sao không ăn thì mình sẽ nói sau. Đây tùm lum thứ hết. Và bây giờ ở đây thì sẽ có là vẫn còn một ít nước ép nho, nhưng mà mình không uống, mình sẽ uống cái nước dừa cả nhà. Đó.
Rồi, xin chào cả nhà, chào mừng cả nhà đang đến với kênh Người Việt ở Brazil của mình nha. Thì bây giờ xin mời cả nhà cùng ăn cơm với mình. Chết rồi, lấy ra nhiều khoai tây rồi. Thì bây giờ mình lấy nước dừa cả nhà, mình uống nước dừa. Nước dừa bên đây họ hay bán là riêng lít như thế này nè. Xin mời cả nhà uống nước dừa nha. Lấy bớt khoai tây cả nhà. Nay mình ăn không nổi, lý do là mình ngày hôm qua mình bị tiêu chảy á cả nhà. Thật ra mình không phải bị tiêu chảy mà mình bị giống như là mình bị ngộ độc á, mình bị ói, ói nhiều lần chứ không phải tiêu chảy nha. Đó, là mình bị ói tới 3 lần. Mình đi bệnh viện, mình có truyền nước rồi và có xét nghiệm máu thì bảo là trong máu mình có vi khuẩn á. Không biết là mình ăn cái gì hoặc là mình bị lây vi khuẩn từ ở đâu mà mình bị ói rất là nhiều. Thành ra là hôm nay mình sẽ ăn rất là đơn giản nè. Có thịt bò, đồ rau, sống các thứ nhưng mà giống như là không muốn ăn á. Nó bị nghe mùi thịt cái mình cảm thấy ngán á. Đó, ngày hôm qua là giống như mình ăn cháo không vậy. Hôm nay là mới nhìn cái thịt gà là mới cảm thấy muốn ăn á. Chứ hôm qua ngửi mùi thịt gà là vẫn muốn ói luôn. Là mình bị cũng khá là nặng á. Chính xác ra là mình bị tối hôm trước. Đó, rồi ngày hôm qua thì nó nói chung là uống thuốc thì nó cũng đỡ đỡ rồi. Thì đó, hôm nay thì nó mới đỡ hơn nhiều á. Chứ ngày hôm qua chưa ăn được gì á. Thì đây có thuốc này cả nhà. Thuốc này là thuốc kháng sinh nha. Ở Việt Nam mà mình uống thuốc á, ở Brazil mà mình uống thuốc á, thuốc kháng sinh là bác sĩ sẽ báo mình là thuốc đó là thuốc kháng sinh để mình biết mà mình tuân thủ, mình uống đúng giờ, đúng giấc, đúng liều lượng cả nhà. Phải rất là tuân thủ luôn á, chứ không có phải là bán tùm lum thuốc rồi không có biết thuốc nào ra thuốc nào. Kháng sinh ra kháng sinh riêng, và những cái thuốc bình thường là những cái thuốc bình thường riêng nha. Đó, thì mình phải uống kháng sinh này liên tục trong vòng 7 ngày cả nhà. Để coi nè, có đem thêm mấy cái thuốc nè. Ở đây á, thuốc ở Brazil á, thì thường là họ bán một hộp rồi nó đã theo liều lượng cả nhà, chứ họ không có cắt mà bán lẻ lẻ từng vài ba viên, thì họ không có bán như vậy, họ ra hộp hết rồi. Ví dụ những cái thuốc này là bình thường là thuốc ói, tại vì mình bị ói đó rồi. Cái này mới là thuốc ói chứ, còn cái này là đau ở bụng đó. Thì mấy này coi như là bình thường, chỉ có riêng cái kháng sinh này á, là phải tuân thủ. Đã uống rồi á, thì ví dụ mình đã uống một ngày thì bác sĩ chỉ định 7 ngày là mình phải uống dứt điểm 7 ngày. Còn những cái thuốc này là thích thì uống, không thích thì thôi, cũng không sao hết. Thành ra là hôm nay giống như là mình ăn uống đơn giản, thanh đạm á cả nhà, chứ mình không có được ăn nhiều dầu mỡ rồi hay là mình ăn cái lượng thức ăn nó quá nhiều đi, mình ăn sơ sơ thôi. Giờ ra đúng là giờ uống thuốc rồi nè cả nhà. Đang là 11 giờ trưa bên đây á. Đúng là giờ uống thuốc rồi á. Phải uống đúng giờ luôn cả nhà, đúng giờ đúng liều lượng nha. Cứ 11 giờ trưa uống là phải 11 giờ trưa uống. Thì bây giờ mình ăn nhanh miếng rồi mình uống thuốc rồi mình ăn tiếp. Xin mời cả nhà. Sẵn hồi nãy mình nói cái chai dầu ô liu đó, thì giá bên đây là một chai 500ml như lúc nãy đó, là bán là thường là 200.000 đồng tiền Việt Nam như cả nhà. Nhiều khi nó khuyến mãi thì nó còn 170, 180 gì đó. Đó, để cho mấy ông bà cô chú anh chị nào mà có thắc mắc giá dầu ô liu bên đây như thế nào thì mình sẵn mình giới thiệu chai dầu cho chị em biết rồi mình báo cái giá luôn. Súp lơ
mình luộc lên xong rồi mình rưới dầu ô liu lên rồi cho chút muối lên ăn thì rất là ngon. Đơn giản. Dầu ô liu á, không là cô chú anh chị cứ ăn thoải mái, nó không có bị tim mạch đâu, nó tốt cho sức khỏe nữa. Cứ ăn sống như vậy là cứ ăn thoải mái. Còn nhà mẹ chồng mình là tại luôn nấu ăn bằng dầu ô liu à, chỉ có chiên á, ví dụ như là chiên cá, chiên chiên cái gì đó mình phải gọi là mình nhiều dầu á, đổ nhiều dầu á thì mình phải chiên bằng dầu nành nha, chiên một lần rồi bỏ. Còn nấu ăn bình thường, xào nấu ăn đơn giản thì dùng dầu ô liu hết, và ăn sống thì nên phải ăn dầu ô liu luôn. Ăn nhanh miếng tại đúng giờ. Đúng giờ cái bon là phải uống thuốc. Một viên kháng sinh là mình phải tuân thủ nghiêm ngặt. Uống liên tiếp trong vòng 7 ngày cả nhà, một ngày mình uống 2 viên nha. 11 giờ trưa mình uống, 11 giờ tối uống, rồi tiếp theo với 11 giờ trưa, 11 giờ tối vậy đó. Tivi á cả nhà, tiếng tivi á mở cho mấy đứa nhỏ nó coi á. Mà giờ ông bà nội dắt Natalia đi ra công viên gần đây chơi rồi, thành ra là cái tivi này nó hơi khó, mình cũng biết đường mở nhỏ hay tắt nữa, thôi mình để đại nó luôn, nghe cái tiếng tivi trong phòng kế bên nè. Tivi ở phòng khách thì mình mở mình tắt ngon lành, tivi này cái này là ở trong phòng ngủ của ba mẹ chồng đôi khi mình không biết. Nhìn mình vẫn còn tái luôn á anh cả nhà, cái mặt á giống như tái luôn à, không ăn uống được gì á. Hôm nay là cũng chưa ngon miệng đâu, giống như là ráng ăn á, ăn để uống thuốc cho nó tiêu diệt vi khuẩn. Người Brazil thường thì sẽ thích thịt bò nhất, sau đó đến thịt gà, thứ ba thì mới tới thịt heo nha, chứ họ không có thường ăn thịt heo đâu. Như ngày hôm qua cô giúp việc cô nấu cháo cho mình á, thật ra là cô nấu súp rau củ quả thôi thì cô bỏ thịt gà cho mình, vẫn còn một nồi súp bự luôn á, nhưng mà ăn không nổi nữa. Thôi chuyển qua ăn cái gì mà đặc đặc á cho nó nhanh lại súp. Sẵn hôm nay mình ăn mình nói cho ông bà cô chú anh chị biết là ở Brazil á, phần này bỏ để lại mình ăn không có hết. Ở Brazil á thì con dâu con rể không có gọi ba mẹ chồng ba mẹ vợ là ba mẹ đâu nha cả nhà. Ngạc nhiên chưa, mình cũng ngạc nhiên á. Nhưng mà giống như nhà ba mẹ chồng mình đây, là mẹ chồng mình có chồng mình với lại hai người con gái là em gái của chồng, thì hai người em rể đó không có gọi ba mẹ chồng mình bằng ba mẹ, mà họ gọi bằng tên nha cả nhà. Ví dụ họ đến nhà họ bấm chuông nhưng mà không ai ra mở cửa, thì có thể là người con rể đứng ở ngoài cửa gọi tên mẹ chồng mình như thế này nè, giống như là Fatima có nhà không đó, gọi tỉnh bơ gì đó. Nên là mình là người con dâu duy nhất gọi ba mẹ chồng mình bằng ba mẹ đó. Người Brazil thì không có cái văn hóa đó cả nhà, họ không có gọi ba mẹ chồng ba mẹ vợ là ba mẹ, mà họ gọi bằng tên hết. Còn cái trường hợp mà giống như là thân lắm, ví dụ như là người con dâu người con rể đó thân với ba mẹ chồng cực kỳ đi, thì sẽ gọi bằng cô chú, chứ không đời nào họ gọi bằng ba mẹ. Thì cái lý do tại sao là tại vì văn hóa, như văn hóa người Việt Nam mình mà mình thấy cả người châu Á luôn nói chung thì sẽ gọi ba mẹ chồng ba mẹ vợ là ba mẹ, nhưng mà người Brazil không nha, họ gọi bằng tên nha cả nhà. Tên gì là họ gọi tên đó, nói chuyện bằng tên. Ví dụ có thể nói chuyện với mẹ chồng mình là Fatima hôm nay khỏe không,
rồi đang làm gì đó, đó là nói chuyện tỉnh bơ gì đó. Để khi mình mới qua đây á thì là ba mẹ chồng mình có hỏi là mình muốn gọi họ như thế nào đó. Cái nguồn cơn của cái chuyện mà mình gọi ba mẹ chồng mình bằng ba mẹ là như vậy. Hỏi mình muốn gọi như thế nào thì mình nói là do bên Việt Nam cái văn hóa là ba mẹ chồng phải gọi bằng, mình phải gọi bằng ba mẹ, thành ra là mình quyết định là họ gọi họ bằng ba mẹ đó. Nên là ba mẹ chồng mình nghe vậy thì cũng gật gù, họ thấy rất là lạ luôn đó nhà. Nhưng mà do là mình người nước ngoài á, thành ra là họ ok muốn gọi bằng ba mẹ thì gọi. Nên là mình nghĩ cái khúc đầu của cái giai đoạn đầu họ rất là lúng túng bối rối, sao nhỏ này nó gọi mình bằng ba mẹ cái nó ngộ vậy luôn á. Giống như là cái kiểu Việt Nam mình mà giờ con dâu con rể nhìn ba mẹ mà gọi bằng chú hay gọi bằng tên á, là mình sẽ rất là lúng túng và bối rối như vậy á. Thì ba mẹ chồng mình có lúng túng nha cả nhà đó. Nhưng mà thời gian rồi họ quen thì cuối cùng mình là người con dâu duy nhất gọi ba mẹ chồng mình bằng ba mẹ, còn hai ông con rể kia là gọi tên không, như bạn bè vậy á. Do văn hóa cả nhà chứ không có gì hết trơn. Đối với họ văn hóa họ là vậy, còn đối với người Việt Nam mình văn hóa mình là bắt mình phải gọi ba mẹ thì phải gọi ba mẹ đó. Chứ không phải là do họ hỗn hào gì hết, nó là cái văn hóa rồi. Tại vì ba mẹ chỉ gọi ba mẹ khi là người đó sinh ra mình, ba mẹ của mình, ba mẹ ruột, ba mẹ nuôi gì đó. Còn ba mẹ vợ, ba mẹ chồng thì gọi bằng tên, xưng hô bằng tên. Mình cũng tranh thủ ăn nhanh nhanh xíu. Chút Natalia đi chơi về rồi cho nó ăn. Vậy cũng ngộ đó nha hả? Cái văn hóa cũng ngộ. Thành ra là ngay từ cái bước ban đầu mình gọi ba mẹ chồng mình bằng ba mẹ, đến bây giờ mình không có thấy lúng túng hay là ngại nghiện. Mình thấy như hiển nhiên rồi. Ba mẹ chồng mình giờ nghe biết cũng quen rồi. Không phải là mình cứ gọi họ bằng ba mẹ là họ sẽ thích đâu cả nhà. Mình nghĩ như vậy á. Tại vì cái văn hóa của họ thì họ sẽ thấy kỳ. Nhưng mà do ban đầu mình gọi bằng ba mẹ thì họ ok, cứ gọi vậy đi, thì đến bây giờ thành ra thành thói quen rồi. Gà này mẹ chồng mình kho, cái này mẹ khoai tây mẹ chồng mình nấu, còn gì ở trong tủ lạnh là cô giúp việc nấu. Chưa có cảm thấy ngon miệng lắm cả nhà, nhưng mà giống như là ráng nuốt vậy đó. Ăn đại đi, ăn đại để uống thuốc cho nó nhanh hết bệnh. Nhớ đem thuốc về không để quên. Đây đó nha, trái ô liu nè. Mình ăn thêm ít trái ô liu nha. Lý do là cái huyết áp mình nó hơi tụt đó cả nhà. Mình ăn ít á, 2-3 ngày nay cái huyết áp nó tụt á, thành ra là phải ăn cái trái ô liu này vô nó rất là đỡ luôn nha. Huyết áp tụt là phải ăn mặn đó nha. Hồi bên Việt Nam mình nghĩ là huyết áp tụt thì phải ăn đường,
cho nó lên huyết áp, nhưng mà người Brazil thì lại nói là ăn mặn đó nha. Cái trái ô liu này nó rất là mặn nha. À, cái này người ta đã lấy hộp ra rồi, nó mặn mặn, đắng nhẹ, rồi cái vị cuối cùng của nó là mới hơi béo béo. Nhưng mà ai mà mới lần đầu ăn á, người Việt Nam mình á, mới mà lần đầu ăn thì sẽ thấy là trời ơi, thấy ghê quá, muốn nhả liền á. Nhưng mà mình cứ ăn biết thấy nó cũng quen. Mặn, mặn chát luôn, hơi chua chua, chua nhẹ, hơi đắng đắng nhẹ, nuốt xuống cổ họng rồi là vị nó sẽ béo béo của dầu ô liu. Ví dụ là mình hay buộc huyết áp á, ở nhà là luôn có cái trái này đó nha, để mà tụt huyết áp. Mà nhiều khi mình ăn giống như là cấp cứu tạm thời á, cho cái huyết áp nó lên lại, nó rất là hay luôn á. Nó mặn quá mà. Mặn, hơi giòn giòn. Thì cái văn hóa người ta sinh là cũng là cái văn hóa ăn trái ô liu như cả nhà, trong thức ăn hoặc là ăn chơi vui gì nè, là họ đều ăn trái ô liu hoặc là salad rồi đó. Thôi mình xin kết thúc cái video của mình ở đây nha. Xin cảm ơn cả nhà đã xem video. Xin cảm ơn, xin chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại. Bye bye. Hôm nay giống như là đầu óc mình nó lủng củng đó nha. Ăn nói nó dấp dáp. Nó không có được trơn tru như ngày thường nha. Ông bà cô chú anh chị thông cảm nha. Rồi xin chào.